Chấm có hai đèo, bánh mì với lại banana moon. Nhưng mà vị vô này là của hai đạo này luôn đúng không? Vị vô này là của vua bên banana moon. Còn đây là có thể nhìn xuống dưới quan sát nè. Xin kính chào các cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ tổ nhỏ đang có mặt ở tháp Chàm, hay cũng gọi là tháp Phu Krong Garai. Đây là cái sân khấu nè. Đó, bây giờ tổ nhỏ sẽ đi lên phía trên tháp. Đây là quầy bán lưu niệm các sản phẩm như là gốm hay là vải dệt chẳng hạn. Dạ, cảm ơn chị. Cái lối lên đường này phải không chị ha? Dạ, dạ cảm ơn chị. Đây. Đón mừng lễ hội cạch đây. Bây giờ mình sẽ một mình đọc bước lên trên đây. Thì trong ngày 13 tháng 10 vừa qua thì ở đây đã diễn ra cái lễ hội KT rất là rộn ràng, rất là nhộn nhịp. Đây là cái lễ hội lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc Chăm Bà La Môn. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 10, như vậy là sau 2 ngày thì tổ nhỏ có dịp ghé Ninh Thuận để lên tháp Chàm, có thể cùng hòa vào cái không khí đón mừng lễ hội KT của đồng bào Chăm. Thì lần này tổ nhỏ đến thì thấy có những cái thay đổi mới, như là có xe đưa rước nha, xe trung chuyển á, đưa lên tháp luôn. Như vậy từ dưới kia thì mình lên đây cũng rất là đoạn đường cũng ngắn thôi. Các bạn nữ đang mặc theo cái trang của người Chăm đang đứng chụp hình bên đó. Đây là xe này. Khách này là khách nước ngoài nha. Chuẩn bị anh chị cô chú đang đi xuống dưới. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật điêu khắc Chăm tháp Phu Krong Garai, nằm trên ngọn đồi trầu thuộc địa phận phường Đô Vinh. Đó, thì đây là cái bản cung cấp thêm những cái thông tin. Khách này là khách Trung Quốc hay là Hàn Quốc vậy đó, mình nghe nói tiếng nước ngoài. Cái lối lên hai bên thì cũng được trồng cây bông giấy rất đẹp này. Rất là cổ, rất là đẹp. Phải lật lên rồi ấy. Dạ đấy. Đấy là do đất này mỏng đi đúng không? Đấy. Cho nên trước đây chắc là đất cao hơn cái bậc này chút.
Bên đây thì cũng có nhiều du khách người ta ghé. Và các cô gái thiếu nữ Chăm cũng đang mặc những cái trang phục để ghi lại một số hình ảnh trong cái dịp lễ hội cá tê này. Từ đây thì mình có thể nhìn xuống thấy nhà cửa san sát. Những cánh đồng lúa bao la. Xa xa là những cái ngọn núi bao quanh nè. Không riêng gì các thiếu nữ Chăm đang mặc những trang phục rất đẹp, mà còn có cả các chị gái là khách du lịch đến đây tranh thủ chụp. Tháp rất là cao ha, rất độc đáo luôn. Các viên gạch san sát làm bằng những chất liệu theo năm tháng, các bạn thấy nó vẫn sừng sững như thế này, chắc cứng. Rất đẹp luôn. Say sưa, ai cũng say sưa chụp hết. Ở bên đây có tháp nữa. Tháp này tháp chính nè. Lớn gấp 4-5 lần bên kia. Rất là độc đáo ha. Thì tháp này nằm trên một cái độ cao, ở trên một cái khu vực như thế này. Lại phải nằm xuống lại đúng không? Vậy này không
nhưng mà cô người Chăm thì cô lại khác, con người Chăm lại khác. À vậy. Dạ. Trong đây là thờ cái gì con? Thờ ai? Thờ vua. Thờ vua hả? Vị này là vị vua của gì? Người Chăm Bà La Môn. Con thì bên Bà Ni, con chỉ quan kế hả? Bà Ni hả? Dạ, người Chăm Bà Ni hay Bà Ni? Bà Ni, người Chăm có hai đạo. À, Bà Ni, viết lại Bà La Môn. Nhưng mà vị vua này là của hai đạo này luôn đúng không? Vị vua này là của vua bên Bà La Môn, còn vị vua mà lớn nhất ở là Nha Trang. À. Dạ. Mình vái thì mình xin sao? Dạ xin làm ăn hoặc là học hành. À. Sức khỏe. Sức khỏe. Xin cái gì cũng được hả? Dạ. Mùa màng. Mùa màng, bội thu. À, hay trong bao nhiêu. Dạ. Để mình làm xin nha. Kêu kêu các anh vào xin đi cho học hỏi đây. Đến đây. Đến đây. Tùng đâu? Kêu em vào xin để học hỏi anh nhé. Em xin học hỏi anh nhé. Vua, đây là vị vua của Bà La Môn nhanh. Rồi, chúng mình vào xin vua nha. Vào đây hết đi, vào hết, vào hết. Quỳ xuống. Vua Klong Krai. Vua Klong Krai. Vào, 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 xin chắp tay lên lên. Xin vua nè, quỳ xuống để xin vua nè. Thì mình thử đi lên tháp, đi vô tháp này thử ha. Mấy cái viên gạch nè, nó chồng chất lên nhau, rất là khít khít lại nè. Còn đang
Còn đây là có thể nhìn xuống dưới quan sát nè. Đó, khách bên kia người ta cũng đi lên đi xuống bên đó. À, hiện tại bây giờ là thấy khách cũng đang lên nha, rất đông luôn. Chờ em xuống xíu. Quay ơi. Cách của mình. Cách đèn lên. Ở đây có cái mê phải nói là cửa thụ luôn nha, lâu năm luôn, cái gốc nè, cái gốc nó mình nghĩ cái gốc này bị cái ngã, nó ngã nhưng mà cuối cùng là vẫn còn rễ bám dưới đây nè, cho nên nó tạo ra một cái thế rất là đẹp. Bên kia có cái mê. À, như vậy là chỉ có một cái cửa chính để đi vào thôi ha. Tháp này là rất là lớn, lớn và cao hơn hai tháp bên kia. Bên đây thờ Linh Ga. Ở đây ngồi rất là mát. Mình nhớ trước kia là đâu đâu phía sau đây là có cái đường ray xe lửa nè. Đó, từ xa xa là thấy những cái ngọn núi ha, rồi cánh đồng bao la bên đó. Các nhà máy xí nghiệp rồi nhà dân người ta mọc san sát nè. Ở bên kia có cái nhà bỏ hoang hay là cái giống như cái lô cốt hay là gì đó. Bên kia nữa. Đó, các anh các chị, các em nhỏ cũng đang đến đây và tìm kiếm những bức hình đẹp ở tháp Phuộc Long Gia Rai. Bố đang chụp được con. Vô vô chụp chung với bé hả? À, vô vô. Dạ được rồi, được rồi.
Đó, thì đây là cái không khí của ngày thứ ba. Thì cái đầu ngày đầu tiên là ngày 13 tháng 10 năm 2023. Thì đây đã là ngày 15 rồi, cho nên là khách du lịch cũng như là người dân xung quanh đây thì thưa hơn. Thì đó là một số hình ảnh mà Tổng Nhỏ xin gửi đến các cô chú và các anh chị. Thì Tổng Nhỏ cũng xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi.